đại lực. Lực thứ nhất là lực ở trong miệng, tức là tất cả các cái hệ thống mà các anh em đang ở trong miệng bệnh nhân, đấy gọi là lực trong miệng. Thế còn lực ngoài miệng là gì? Là chúng ta sử dụng những cái lực ở phía ngoài, từ phía phần cổ, từ phía phần đầu, từ phía phần đường trước mặt, để chúng ta cùng với cả cái hệ thống ở trong miệng để điều chỉnh để khớp cắn ở phía đằng sau. Vậy thì đa phần những cái lực ngoài miệng là những cái phần mà chúng ta sử dụng cho xương, không phải là sử dụng cho răng. Đa phần là chúng ta sẽ sử dụng cho xương. Còn lực ngoài miệng là bao gồm những cái gì? Lực ngoài miệng bao gồm mà nếu anh chị đã đi rồi thì chúng ta biết là nếu như một trường hợp mà chúng ta bị kém phát triển xương hàm trên đó, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ cái tay phải của tôi là hàm trên, tay trái là hàm dưới. Nếu như kém phát triển xương hàm trên trong trường hợp mà chúng ta thấy bệnh nhân ngược, đúng không ạ? Chúng ta thấy bệnh nhân bị khớp cắn ngược. Khớp cắn ngược ở đây có thể do là chỉ là cái răng khớp cắn ngược thôi. Nhưng cũng có những cái trường hợp mà các anh chị thấy mặt thì không dài, nhưng cái tầng mặt giữa nó lõm hẳn vào phía trong. Và do sự kém phát triển của xương thì lúc đấy nếu như mà chúng ta chỉ sử dụng mắc gài hay là hệ thống hàm tháo lóc các anh chị sử dụng để chúng ta đẩy răng ra thì cái đáy xương nó vẫn nằm ở đây, đáy xương hàm trên vẫn nằm ở đây và cái răng nó được ngả dựng ra như thế này, gần như là nằm ngang, trong khi đấy khuôn mặt thì vẫn bị lõm vào phía trong, đúng không ạ? Khuôn mặt vẫn, tôi xin lỗi anh, có lúc nãy quên giới thiệu, có bạn Hà đây là đại diện của hãng. Và em Hà hôm nay có một bó hoa để đến trước của lớp, thế thì có vấn đề gì hay thì nếu như chúng ta đưa cái răng để vượt ra khỏi răng hàm dưới thì rõ ràng đáy xương không dịch chuyển mà chúng ta nắm, chúng ta đẩy ra thì răng nó phải đổ ngang ra này. Khi răng đổ ngang ra này nó không có một cái độ dốc của răng, đúng không ạ? Và cái hàm dưới nó cứ nã lên thì càng ngày sẽ càng căng chấn và răng sẽ lung lay. Lúc đấy khi các bạn chắc là đã có kinh nghiệm điều trị rồi, chúng ta sẽ có những trường hợp bị khớp cắn ngược, chúng ta đưa ra chúng ta thấy viêm lợi ở phía mặt ngoài của răng, đấy là do hiện tượng sang chấn khớp cắn. Vì bởi vì bản chất là chúng ta phải kéo được xương ra, sau đó chúng ta mới chỉnh răng. Vậy thì trong những trường hợp như vậy chúng ta làm cái gì? Chúng ta dùng một cái lực ở phía ngoài mặt, ở phía đằng trước, chúng ta kéo dịch chuyển toàn bộ cái xương hàm trên ra phía đằng trước, đúng không ạ? Dịch chuyển toàn bộ xương hàm trên ra phía đằng trước, còn cái trục răng thì chúng ta gần như là giữ nguyên. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn hiểu là đối với hàm trên, ví dụ đây là hàm trên là cái thân của tôi, thì cái răng của hàm trên nó sẽ chảy ra phía ngoài, đúng không ạ? Tức là cái chiều độ rộng của cái nền xương hẹp hơn độ rộng của khung răng. Và đối với hàm dưới thì cái thân của tôi ở đây, cái xương hàm dưới đây thì trục răng nó mới ngả vào phía trong để tạo nên một cái lợp múi. Ở hàm trên bao giờ cũng nằm ở phía ngoài của hàm dưới. Chính vì vậy cho nên cái trục răng của hàm trên bao giờ cũng là trục ngả. Và đặc biệt là đối với bệnh nhân khớp cắn ngược thì bao giờ nó cũng ngả ra hơn là so với bình thường, để nó với tới cái tiến gần sát nhất với cái hàm dưới để có một cái mối quan hệ gần như cân xứng trong quá trình ăn nhai. Vậy thì nếu như chúng ta mà lại để ngả ra nữa, có nghĩa là cái trục nó lại càng ngả ra nữa, thì đấy là cái lực ngoài miệng. Lực ngoài miệng thứ hai đấy là cái lực mà chúng ta bị cả cái xương hàm trên nó bị cầu đấy, mà chúng ta đẩy lùi toàn bộ xương hàm trên về phía đằng sau. Tuy nhiên với cái sử dụng lực ngoài miệng chúng ta chỉ sử dụng được khi ở tuổi gì ạ? Tuổi chưa đến tuổi trưởng thành, đúng không ạ? Khi đến tuổi trưởng thành có nghĩa là tất cả đều đã định hình rồi, cho nên chúng ta không sử dụng được những cái lực đó, mà chúng ta chỉ sử dụng được cái lực đó khi mà chưa hết tuổi trưởng thành thôi. Thì đây là cái hình ảnh mà sử dụng lực ngoài miệng, đây là gọi là hết kia. Hết kia là chúng ta dùng cái này đấy ạ. Các anh chị nhìn gẩu xương hàm trên, chúng ta dùng cái hệ thống ở phía trong gắn vào và dùng cái mũ này kéo toàn bộ cái xương hàm trên về phía đằng sau. Ngày nay chúng ta cũng dùng như thế này, nhưng thiết kế nó cũng khác hơn một chút. Và chúng ta nếu như mà theo các chị nhé, thì cái này nó làm bằng gì? Vâng, phải là con giã. Phải là cái gì đấy mà tạo được lực, mà cái đã tạo được lực nghĩa là phải chun co giãn. Cho nên là
khi chúng ta tạo lực bắt buộc tất cả đều phải là chun bằng có co giãn. Ví dụ trong miệng tay các chị dùng lực bằng lò xo, đúng không ạ? Thép nhưng thép có co giãn. Chúng ta dùng lực và các cái hệ thống dây chun liên kết, chun chuối để kéo cũng lại là nó tạo lực. Hoặc là các cái chun cáo trồn mà nó có liên kết giữa hai hàm thì cũng đấy là những cái dây tạo lực. Và cái độ lực đó mạnh hay là yếu thì tùy thuộc vào cái từng thiết kế của từng cái loại chun. Ông Anger là vào năm 1890. Ông Anger là cha đẻ của hành trình Nga hiện đại và cho ra đời định nghĩa về khớp cắn bình thường và phân loại lệch lạc khớp cắn. Bài phần khớp cắn bình thường và phân loại lệch lạc khớp cắn ngày mai thì Hải sẽ chuyển đến cho hai anh các chị. Nhưng các anh các chị, xin các anh các chị nhớ cho về cái ông Anger này trong tất cả mọi loại quyển sách. Đây là cha đẻ và tất cả mọi loại quyển sách và những cái về phân loại về khớp cắn về sau này đều dựa theo khớp cắn của Anger. Và ông này thì thực ra ông ấy là về phục hình chứ không phải là chỉnh nha. Đầu tiên là nha sĩ phục hình, nhưng mà sau một thời gian khi sắp xếp các cái răng thì ông thấy rằng là trên một cái khuôn răng lý tưởng thì sẽ bắt buộc phải có những cái tiêu chí như vậy, và ông ấy chuyển sang về phần chỉnh nha. Đây là hình ảnh của ông Anger. Vào năm 1900 thì với khái niệm khớp cắn bình thường của Anger thì các nhà chỉnh nha đã bắt đầu điều trị lệch lạc khớp cắn mà không phải chỉ sắp xếp thẳng răng. Trước đây theo quan niệm của Anger, tất cả mọi cái lệch lạc dù như thế nào đi chăng nữa muốn chỉnh sửa lại cũng vẫn phải giữ nguyên toàn bộ khuôn răng. Và hiện tại nay thì bây giờ cũng có nhiều người người ta cho rằng nếu chúng ta bị mất đi một vài cái răng thì cái sức nhai nó cũng yếu đi và mối tương quan của các răng nó cũng bị thay đổi. Thì tuy nhiên cái quan điểm đó dần dần nó thay đổi. Chứ từ thời ông Anger này thì ông giữ nguyên, ông không cần biết là khi mà chúng ta đưa tất cả, ví dụ tôi lấy ví dụ các cái răng mà nó bị khớp khểnh này, khi các răng bị khớp khểnh nếu như các anh các chị mà muốn đưa làm đều được răng thì thứ nhất nếu chúng ta không nhổ răng thì răng sẽ phải làm sao đây? Răng sẽ phải dịch chuyển ra phía trước, đúng không ạ? Dịch chuyển ra phía trước để nó tạo một cái đường vòng cung nó phải rộng hơn là vòng cung bình thường thì lúc đấy mới có chỗ. Cho nên nhiều khi chúng ta điều trị chúng ta sẽ thấy là chúng ta làm vẩu bệnh nhân hơn, mặc dù là bệnh nhân là răng rất là đều nhưng mà răng lại bị vẩu ra. Đấy là do chúng ta đã làm mở rộng cái độ rộng của khung răng. Khi đã mở rộng khung răng nhau dây đương nhiên nó sẽ mở rộng sang hai bên và mở rộng phía đằng trước nữa. Nhưng chúng ta có rất nhiều loại dây, có loại dây hình oval, có loại dây hình chữ U, có loại dây hình chữ A. Vậy chúng ta sử dụng dây như thế nào để nó hạn chế tối đa nhất cái chuyện mục đích của chúng ta là làm đều răng nhưng không đưa nó trước thì cái phần dây cũng là cái phần tương đối là tiếp tục thì phần này tôi sẽ chuyển đến các anh chị. Thứ hai nữa, nếu khớp khểnh như vậy mà các anh các chị muốn làm đều, một là chúng ta vẫn để nguyên như thế, chúng ta làm đều thì răng sẽ vẩu ra. Thứ hai là chúng ta cũng phải bỏ bớt răng đi, đúng không ạ? Chúng ta phải bỏ bớt răng đi bởi vì cái nền xương nó rất là bé như này, đã khớp khểnh, đã có sự lệch lạc thì dứt khoát là không có sự phù hợp giữa xương hàm và răng. Và nếu đã phù hợp thì đương nhiên nó sẽ nằm ở trên một cái mặt vừa đều mà lại có cái điểm tiếp xúc, đúng không ạ? Vào năm 1930 mới bắt đầu có chuyện là ứng dụng nhổ răng và chỉnh nha để đạt được thẩm mỹ khuôn mặt và tạo khớp cắn ổn định. Thì cái này là do Chris là một học trò rất là cưng của ông Anger, thì ông đã phản đối thầy bởi vì sao? Ông nói rằng cái khung hàm, cái cơ, hệ thống hàm và cơ nó phù hợp với nhau bởi khung hàm chứ không phải bởi khung răng. Cơ mặt này với xương hàm là phù hợp với nhau chứ bởi xương chứ không phải là bởi cái cùng khung răng. Răng đây là ngoài cái phần xương ổ răng là hoàn toàn răng tự do ở phía ngoài, đúng không ạ? Khi mà răng tự do phía ngoài răng bị vẩu, thế thì nếu như mà vẫn tiếp tục để nguyên như vậy, giữ nguyên như vậy để làm đều răng thì cái phần cơ nó sẽ không đáp ứng được, và chính phần cơ không đáp ứng được thì mai mốt nó sẽ tạo nên một cái hiện tượng
tái phát. Thì tôi lấy ví dụ trong điều trị của các anh chị, nếu như điều trị của các anh chị mà cái các anh chị một bệnh nhân lại vẫn tiếp tục, ví dụ ở cái bệnh nhân thấp thể răng như thế này, chúng ta thấy cái cơ nó hoàn toàn bình thường. Thì nếu như khi mà các anh chị mở rộng cái khung răng ra làm đều được, thì tất cả các cái răng nó nhô ra phía đằng trước. Nhô ra phía đằng trước thì môi nó đang như thế này thì nó phải hơi phồng lên. Hơi phồng lên nhưng bản chất đấy là lúc đầu nó hơi phồng lên để nó đi theo cái khung răng của mình. Nhưng cái sức ép của cơ, cái chiều dài của cơ, tất cả nó không thay đổi. Nó không thay đổi. Vậy thì nó lại càng ngày nó lại sẽ ép trở lại. Và răng lại đang đều lại trở nên thấp phẩy sau vài năm sau khi chúng ta điều trị. Thì đấy là cái mà các yếu tố thần kinh cơ, là các yếu tố về mối tương quan giữa cơ và xương thì cũng rất là quan trọng trong cái để đạt được cái hiệu quả cuối cùng của chúng ta. Và đến năm 1940 thì phim cephalomyelitis mới ra đời. Trước đấy thì điều trị là theo cảm tính. Theo cảm tính tôi nhìn thấy à, bệnh nhân này vẩu, tôi phải nhổ. Nhổ để cho khuôn mặt nó phù hợp. Nhưng nếu như rơi vào người khác, bác sĩ khác bảo cô khuôn mặt này không vẩu, tôi không nhổ, tôi điều trị. Tuy nhiên đến năm 1940 thì bắt đầu có cái phim này, thì chúng ta dựa trên phim thì chúng ta biết được là tại sao chúng ta phải nhổ, và tất cả các bác sĩ đều phải đồng tình với chuyện là tại sao chúng ta phải nhổ. Thì cái phim này chính là phim chụp mặt nghiêng tele từ xa. Tele từ xa nó giống như chụp lan ấy, thì tất cả mọi chỉ số ở trên phim đấy là chỉ số thật. Còn nếu như các anh các chị đi chụp hàm mặt rồi, đi làm về hàm mặt, phẫu thuật hàm mặt, chúng ta có những cái phim sọ nghiêng ấy, thì cái phim đấy lại là không phải. Cái máy này là cái máy hoàn toàn khác so với cả cái máy mà chúng ta chụp kia. Thì tất cả cái số liệu của cái phim chụp nghiêng của chúng ta đầu sẽ rất là to, đúng không ạ? Nếu như các anh chị làm về hàm mặt, các anh chị thấy khi mà các anh chị chụp chấn thương ấy, thì cái đầu nó rất là to và khuôn mặt nó rất là nhỏ. Nhưng còn ở đây thì lại tương đối theo tỷ lệ 1:1, tức là người ngoài bình thường như thế nào thì trên phim như vậy. Và phim này thì chúng ta đo cái gì? Chúng ta đo theo chiều gì đây ạ? Và ăn nghiêng là chiều gì? Trước sau, tức là tất cả mọi thông số theo chiều trước sau chủ yếu là về độ vẩu, độ nhô hàm ra đằng trước hay lùi hàm về phía đằng sau của một bệnh nhân như thế nào. Ví dụ nếu như không có phim, chúng ta khám trên lâm sàng thấy một bệnh nhân tương đối là vẩu, nhưng vẩu không có nghĩa là do hàm trên, đúng không ạ? Có những trường hợp vẩu tức là do hàm dưới, bình thường thì hàm trên hàm dưới nó có một mối tương quan như thế này. Nhưng mà nếu trong những trường hợp chúng ta nhìn thấy mối tương quan như thế này, vậy thì cái mối tương quan đó có phải chắc chắn là do hàm trên bị vẩu ra hay không, hay là do hàm dưới bị lùi xuống? Thì khi chúng ta khám thì đa phần chúng ta nghĩ đến đấy là do hàm trên, đa phần chúng ta dựa vào là điều chỉnh hàm trên. Nhưng thực tế khi chụp chân tim chúng ta mới thấy rằng là chúng ta sẽ phải điều chỉnh đưa hàm dưới. Nếu như là lỗi hàm trên thì rõ ràng các anh chị sẽ phải đẩy lùi cái hàm trên vào phía sau. Nhưng nếu là lỗi do hàm dưới thì chúng ta phải đưa cái hàm dưới dịch ra phía đằng trước. Vậy thì trên lâm sàng các anh chị có thể làm như thế nào? Bởi vì không phải ở đâu cũng có phim các anh chị làm. Khi chúng tôi dạy như thế này, chúng tôi trình bày với các anh chị là dạy một cái chuẩn. Tức là nếu chúng ta khám, chúng ta được chẩn đoán thì chúng ta phải có những cái gì chúng ta mới đưa được kết quả như vậy. Đó là khám lâm sàng, đó là phim, đó là mẫu. Nhưng khi về thực tế trên phòng mạch cũng như là ở cơ quan á, các anh chị chắc là không có đầy đủ, và đặc biệt là cái phim là không có đầy đủ, bởi vì không phải ở đâu cũng có được cái máy chụp đó. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta ước được là đấy là lỗi do cái gì? Thì theo kinh nghiệm và cũng theo sự học hỏi của các cái chuyên gia, thì nếu các anh các chị khám bệnh nhân ngồi như thế này, đúng không ạ? Bệnh nhân ngồi như thế này thì chúng ta sẽ, vị trí của chúng ta là ở đây chứ không phải là vị trí ở 11, 12 giờ, mà vị trí của chúng ta ở vị trí 9 giờ. Sau đó thì các anh các chị nói bệnh nhân thả lỏng. Thả lỏng nghĩa là không có sự căng cơ. Khớp cắn ở vị trí, hai vị trí, một là tư thế nghỉ. Tư thế nghỉ có nghĩa là gì ạ? Là hai hàm không chạm vào với nhau, đúng không ạ? Bình thường chúng ta có hai loại tư thế, một là tư thế gắn kíp trung tâm, tôi xin lỗi, ba loại tư thế. Một là tư thế tương quan tâm. Tương quan tâm tức là hai anh chị làm theo động tác, là tương quan tâm có nghĩa là cái răng hàm dưới lùi hết cỡ về phía đằng sau. Hai anh chị làm động tác răng hàm dưới lùi hết cỡ về phía đằng sau thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là các răng ở phía đằng trước chúng ta, răng hàm là chúng ta không chạm, và chỉ chạm ở vùng răng số 6 hoặc răng số 7 thôi, đúng không ạ? Và chúng ta cảm thấy rất là mỏi.
Sau đó thì chúng ta hơi trượt một chút ra phía đường trước để tạo nên khớp cắn trung tâm, và tất cả mọi loại khớp cắn chúng ta đều đưa về khớp cắn trung tâm, tức là có sự chạm liên hồi tối đa. Thì cái phần bài khớp cắn thì cũng sẽ ngày mai trình bày, nhưng mà đưa ra để chạm liên hồi tối đa. Và một cái loại khớp cắn nữa đó là ở tư thế nghỉ tức là hai hàm hoàn toàn không chạm nhau và cách nhau khoảng 2 đến 4 mm. Thì nếu như bình thường, thông thường thì chúng ta ở tư thế gì ạ? Vâng, thông thường chúng ta ở tư thế nghỉ. Nếu mà có nước ở phía đằng sau thì nếu anh chị nào khác thì nếu như chúng ta luôn luôn ở tư thế gắn kết trung tâm thì các anh chị thấy là trở thành bệnh lý, bởi vì chúng ta sẽ cảm thấy nếu như lúc nào nghiến như này rất là mỏi cơ, và đặc biệt là những bệnh nhân đến đang buổi đêm đấy, tức là đêm người ta không thả lỏng ra, lúc nào hai hàm nghiến chặt, sáng dậy mỏi cơ, mỏi khớp thái dương hàm và mòn răng, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta khám bệnh nhân sẽ ở tư thế một là cắn kít trung tâm. Cắn kít trung tâm thì lúc đấy các anh các chị sẽ lấy tay các anh che cái phần hàm dưới đi. Che phần hàm dưới để làm gì? Để không có sự liên quan giữa hàm trên và hàm dưới, để chúng ta chỉ nhìn hàm trên so với tầng mặt trên thôi. Khi hàm trên so với tầng mặt trên và cái tương đối là bình thường, có nghĩa là lỗi có thể là tầng mặt dưới. Còn nếu như các anh các chị che thế, các anh các chị thấy rằng hàm trên nó nhô hẳn ra so với cả tầng mặt phía trên thì chúng ta sẽ hướng sang đấy là lỗi tầng mặt trên. Đấy là tôi nói về kinh nghiệm để các chúng ta vận dụng khi mà chúng ta không có phim, nhưng mà phim là tốt nhất, có phim là tốt nhất, thì đấy là cái tác dụng của cái phim CEPHA. Bài phim CEPHA này chiều mai tôi sẽ chuyển tải đến các anh chị, tương đối là khó phân tích phim, đo phim như thế nào, phân tích phim ra sao, chúng ta sẽ học cách tối hiểu nhất mà lại hiểu tối đa nhất về những cái, tức là chỉ có những cái góc nào mà chúng ta hay sử dụng để đưa đến cái chẩn đoán trên lâm sàng, chứ không phải là để nghiên cứu cái sử dụng trên lâm sàng. Thấy được phần xương ảnh hưởng như thế nào đến lệch lạc khớp cắn, và cũng thấy được sự tăng trưởng của xương sọ cùng với sự tăng trưởng của từng cá thể để có thể phòng ngừa được lệch lạc khớp cắn và được làm thay đổi đường phát triển. Cái này, cái câu ở phía dưới này rất quan trọng, đó là sự thay đổi đường phát triển. Thực ra uốn nắn răng, chúng ta có thể nắn được răng, chúng ta có thể nắn được xương giống như chúng ta làm nghề tập bonsai. Cái cây nó cứng như vậy chúng ta có thể nắn được, thì xương người chúng ta cũng có thể nắn được. Tuy nhiên chúng ta không nắn uốn éo giống như bonsai, mà chúng ta làm thay đổi hướng phát triển. Và ở đây thì cái hướng phát triển mà chúng ta thay đổi nhiều chính là ở hàm gì đây ạ? Hàm dưới. Hàm dưới, bởi vì cái hàm dưới, cái hàm trên đó là chúng ta đã liền một khối với xương sọ. Hàm dưới chúng ta là một hàm chuyển động rất đặc biệt ở trong cơ thể, là một hàm động duy nhất ở trong cơ thể có thể xoay được nhiều hướng nhờ cái hệ thống nhồi cầu và thông qua hệ thống dây chằng, đúng không ạ? Thì khi mà xoay được nhiều hướng như vậy thì có nghĩa là chúng ta có thể hàm dưới đang ở cái tình trạng đối với những cái bệnh nhân mà tay các chị nhìn thấy bệnh nhân mà bị khớp cắn mặt giống mặt lên nhìn á, cái cằm nó chúc xuống như thế này này, thì chúng ta có thể làm cho cằm đẩy lên như này được. Hoặc là trong những trường hợp mà bệnh nhân mà cái khuôn mặt nó rất là ngắn, cái tầng mặt dưới nó rất là ngắn, chúng ta cũng có thể làm cho tầng mặt dưới nó xoay ngược trở lại và cho dài lên. Thì đây chính là cái nhờ cái tác dụng của cái phim này, chúng ta tiên lượng được trước cái hướng phát triển của chúng ta, để chúng ta kích thích cho nó phát triển mạnh hơn hay là kìm hãm để nó giảm cái tốc độ phát triển đó đi. Đến năm 1970 thì cùng với sự phát triển của ngành phẫu thuật thì phẫu thuật chỉnh nhang ra đời. Cho phép điều trị cho những bệnh nhân hết tuổi trưởng thành, và như vậy thì tất cả những nguyên nhân gây lệch lạc khớp cắn ở người lớn đã được điều trị. Nếu không có phẫu thuật chỉnh nhang, chúng ta chủ yếu điều trị cho ở lứa tuổi từ nhỏ, đúng không ạ? Thế còn khi mà nói như thế này thì chúng ta phải hiểu là phẫu thuật chỉnh nhang chỉ cho người đã hết tuổi trưởng thành, chống chỉ định hai anh chị phẫu thuật cho người đang trong lứa tuổi trưởng thành. Bởi vì sao? Khi mà chưa hết tuổi trưởng thành, nếu chúng ta phẫu thuật
chúng ta không, thứ nhất là chúng ta không lường trước được cái hướng phát triển của bệnh nhân tiếp theo, không lường trước được cái tốc độ phát triển của bệnh nhân tiếp theo. Vậy thì nếu những cái không lường trước được đó, nó sẽ dẫn đến cái là nó sẽ chạy lệch khỏi cái mà chúng ta mong muốn ngay từ đầu. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cái sự ổn định của xương, tất cả những cái thành phần cấu tạo lên xương nó cũng ổn định khi ở tuổi trưởng thành, nó không có những cái mà nó gây ra những cái việc là nên hai yếu tố đó là những yếu tố quyết định là chúng ta không được phép phẫu thuật. Ở đây thì chúng tôi tiến hành phẫu thuật chuyển nha từ cách đây khoảng 6 năm và chúng ta bắt đầu làm những ca phẫu thuật chuyển nha đầu tiên. Cũng tự nhiên là cũng không phải chúng ta phẫu thuật mà là cái đoàn FPL của Mỹ họ sang họ phẫu thuật. Thì cái phẫu thuật chỉnh nha ở Việt Nam chúng ta chủ yếu là cái gì? Đấy là khớp cắn vai ba, chứ không phải là khớp cắn, tức là hàm bị ngược chứ không phải là hàm bị vòng. Bởi vì quan niệm của người Việt Nam khi đã động đến phẫu thuật có nghĩa là phải cái gì nó thực sự là làm cho người ta không thể chấp nhận được cái khuôn mặt đó, người ta mới làm. Còn chúng ta dù có hơi vẩu đi một chút, hơi xấu một chút nhưng an toàn, không động gì đến cả, thì cái đấy là cái quý nhất rồi. Chứ bây giờ nếu các bạn mà các anh các chị mà thuyết phục được một bệnh nhân phẫu thuật hoàn toàn không dễ một tí nào. Thế còn khi khớp cắn loại ba, tại sao là người ta lại quyết tâm hơn để không có loại mặt như thế này? Đồng thời nữa, khi mặt đã đưa ra phía ngoài thì nó thường hay bị méo, nó hay bị lệch mặt sang bên phải hoặc lệch mặt sang bên trái do cái sự hướng dẫn của tăng năng. Thế nên là khi mà chúng ta phẫu thuật thì không biết các anh chị đã có ai nhìn cái phẫu thuật chỉnh nha chưa nhỉ? Chưa. Chưa ạ? Nếu các anh chị nhìn mà có trong gia đình có ai thì có lẽ là không bao giờ dám làm. Thực sự là không bao giờ dám làm. Vì chúng ta cảm giác con người nó giống như là con gà, con... tức là giống như là một cái đồ chơi gì đó, chúng ta có thể làm được bất kể một cái gì trên con người. Tôi lấy ví dụ như này, với cái trường hợp khớp cắn loại 3 khi mà người ta muốn làm, có nghĩa là người ta sẽ phẫu thuật để làm sao đẩy lùi cái xương hàm dưới về phía trong, đúng không ạ? Thông thường thì với cái khớp cắn loại 3 không chỉ đơn giản là chỉ có muốn đẩy lùi xương hàm dưới mà người ta lại một phần nữa đưa xương hàm trên. Và đối với khớp cắn loại 3 có nghĩa là hàm dưới to hơn hàm trên thì cái lắm lại có một cái khớp cắn chéo ở phía trong vùng răng hàm ở phía trong, thì người ta lại phải xẻ đôi xương, nằm rộng cái xương này nữa. Có nghĩa là xương hàm trên người ta đi ngay ở dưới sàn mũi này này, nó lần toàn bộ, đục ra toàn bộ, rời hoàn toàn cái xương hàm trên ra khỏi nền sọ. Sau đó cưa một đường ở giữa vòng miệng, đưa hàm sang hai bên, đồng thời cắt đoạn ở vùng phía đằng sau vùng răng số 8, chính ở vùng răng số 8. Tức là nếu như mà trong trường hợp mà anh các chị cứ hướng cho bệnh nhân phẫu thuật thì tất cả các răng số 8 chúng ta đều bỏ đi. Bởi vì cái đường mà cắt thì thường là đi qua vùng răng số 8. Thì cắt đoạn xương hàm dưới đưa vào trong, nghĩa là tay chị nhấc đến cái mức mà nó có thể rời ra từng mảnh, nó có thể rời ra từng mảnh, đấy là cái phẫu thuật. Có ống dẫn dưới người ta là làm trượt, ví dụ đối với ống dẫn dưới ở hàm dưới người ta không phải làm người ta cắt buộc cái cắt đôi đâu, hàm trên người ta cắt như thế thì hàm dưới người ta không làm như vậy. Mặt người ta chúng ta có hai lớp đúng không ạ, hai lớp xương, mặt ngoài người ta cắt hình chữ Z, mặt ngoài cắt ở phía trên cao, mặt trong cắt ở thấp, sau đó trượt lên để cho ống lên người ta vẫn nên như vậy. Thì niêm mạc thay đổi toàn bộ khuôn mặt thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên trong cái phẫu thuật này, đến hôm tới chiều ngày mai với bài phim thì tôi sẽ nói thì bệnh canh chị trong trường hợp nào chúng ta phải phẫu thuật, trong trường hợp nào chúng ta không phẫu thuật. Nhưng cái phẫu thuật này không phải là vô biên, có nghĩa là nó phải phụ thuộc vào cái cơ của bệnh nhân. Nếu như mà anh các chị làm quá đi thì ví dụ như chúng ta đưa ra quá cái cơ lúc mới đưa nó giống như cái sợi dây chun á, chúng ta kéo căng quá xong một thời gian nó lại phải kéo lại thì cái đấy là cái nguyên nhân khác. Hoặc là có những trường hợp chúng ta cắt quá thì mặt người ta đang dài như này, chúng ta đừng có để mặt nó lại thu ngắn quá, tự dưng sức mặt nó cảm giác không có cá tính, tức là nó không có cái gọi là cái sự thông minh. Thì thực ra là như vậy, tự dưng mặt các bạn cứ tưởng tượng cơ nó đang đưa ra dài như này, xong cơ nó trùng lại, nó làm cái gồ ở phía trên vùng má như này, nó rất là xấu. Cho nên là cái phần chỉnh nha là cái phần liên quan nhiều đến cái sự thẩm mỹ, tức là đây là thẩm mỹ của người bác sĩ. Người bác sĩ phải biết là cái khuôn mặt này sau khi mình cải tạo được như thế này, mình tưởng tượng ra thôi thì nó có đẹp lên và đẹp lên như thế nào, theo hướng như thế nào.
chứ nếu chúng ta không hoàn toàn không được phụ thuộc vào bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân người ta không hiểu lúc nào người ta đã thở người ta phải đòi là tối đa nhất. Nhưng mà cái tối đa nhất, ví dụ tôi lấy ví dụ như này, trên trường hợp mà bệnh nhân mà bị mà có cái mũi nó cao đó, mũi cao, mà nếu như các anh các chị lại đưa cái xương hàm nó quá thẳng thì tự dưng đang có cái độ dốc như này, mũi cao mặt nó nhô ra trông nó khác, còn mũi cao mà tự dưng mặt nó lại quặp vào như thế này hoàn toàn khác. Vậy thì cái tổng thể cuối cùng của chúng ta là tổng thể cả khuôn mặt chứ không phải chỉ riêng cái răng, thì cái đó là cái cũng không phải ai cũng làm được, bởi vì đó là cái thẩm mỹ của từng người một. Có người thì nhận xét rất là tốt, nhưng có người thì lại nhận xét cũng không được chính xác cho lắm. Vậy thì hiện nay thì các nhà chỉnh da đã kết hợp những cái gì? Kết hợp thứ nhất đó là lực ngoài miệng, thứ hai là thẳng răng, thứ ba là phẫu thuật và nhổ răng để đạt được ba mục tiêu sau. Mục tiêu thứ nhất là thiết lập nên một khớp cắn tốt nhất. Mặc dù nói là bệnh nhân đến với chúng ta thẩm mỹ, những cái khớp cắn là cái đầu tiên mà chúng ta phải quan tâm. Bởi vì nếu khớp cắn không tốt, đương nhiên là cái sự nhai thì người ta sẽ lý luận là chỉ có răng, không có răng toàn lợi thôi cũng nhai được, đúng không ạ? Nhưng nếu khớp cắn không tốt có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ bình thường chúng ta luôn luôn có chạm, và các anh các chị học ở trong trường đấy là chạm liên múi, bằng múi và rãnh. Cứ múi của hàm dưới chạm vào rãnh của hàm trên, đúng không ạ? Không bao giờ múi hàm dưới chạm rãnh hàm trên, thì khi chúng ta ăn nhai cái lực truyền nó mới truyền đúng qua trung tâm của răng để truyền lên bạn xương. Còn nếu như chúng ta nắn chỉnh xong, chúng ta không đạt được cái đó, mà chúng ta lại hoặc là răng nó xoay như này, có một cái khoảng hở rõ là ở giữa, hoặc là các cái múi chạm vào múi như này, múi chạm múi, thì cái lực nó sẽ truyền lệch ra phía ngoài và làm vỡ các cái răng đó, thì sau khi nó rất là dễ bị vỡ các cái răng về sau. Thì cái đó là cái mà chúng ta muốn để tạo thiết lập nên một khớp cắn tốt. Thứ hai đó là tạo nên một khuôn mặt thẩm mỹ hài hòa. Tôi nói nó nhanh quá mà đã không ạ? Và thứ hai là tạo nên một khuôn mặt thẩm mỹ hài hòa. Cái này là cái mà bệnh nhân Việt Nam quan tâm nhất, chứ cái bệnh nhân Việt Nam không quan tâm cái trên, và đấy cũng là thực sự là một cái sự may mắn rất lớn của người bác sĩ Việt Nam. Bởi vì nếu những trường hợp mà chúng ta làm và đưa ra nước ngoài thì chắc chắn chúng ta sẽ không làm được đạt được tiêu chuẩn giống như họ đâu. Bởi vì khi mà đạt được tiêu chuẩn như vậy thì cái kiến thức nó cũng phải rất là rộng. Tôi lấy ví dụ như là với cái chỉnh da ở bên nước ngoài, người ta không học như chúng ta, mà người ta phải học rất là nhiều năm. Sau khi tốt nghiệp nha sĩ chung rồi thì ít nhất là 4 năm nữa chuyên về ngành chỉnh nha thì làm được. Bởi vì chúng ta là được cái lợi thế là được sinh ra ở Việt Nam, cho nên là bệnh nhân người ta chỉ quan tâm đến cái này thôi, thì chúng ta cũng đỡ hơn rất là nhiều. Thứ ba, cái cuối cùng này là cái mà đem lại cái uy tín cho các anh các chị, đấy chính là sự ổn định lâu dài, kết quả lâu dài của bệnh nhân. Cái bệnh nhân này, cái bác sĩ này với bác sĩ khác có lẽ khác nhau nhiều nhất chính là ở cái phần cuối này. Cái phần cuối này là cái phần mà người ta truyền nhau để người ta sẽ đến với chúng ta. Nếu các anh các chị làm xong một thời gian, ví dụ tôi lấy ví dụ những trường hợp anh các chị thấy nó truyền như này, sau đó thì các anh các chị bảo cô nhổ răng thì không đạt tiêu chuẩn, đúng không ạ? Thì nhổ răng thì lại thừa nhiều quá, thôi chúng ta cắt kẽ để chúng ta ép vàng. Khi cắt kẽ, chúng ta cắt kẽ nó nghĩa là răng nó sẽ thừa như này, và chúng ta ép được vào như thế này. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng cái trục răng nó phải ở cái vị trí như vậy. Thì khi mà các anh các chị đang nước đeo hàm, đang tất nhiên là đang tác dụng lực thì răng nó sẽ bị đập vào như thế này, đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta thả lực ra, giai đoạn đầu có thể là vẫn như thế này, nhưng mà giai đoạn sau thì cái hàm dưới nó sẽ lại đẩy ra, và đến lúc này thì răng thưa và quay lại như cũ. Thì nó còn xấu hơn là cái là răng người ta không bị cắt. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nhiều khi anh các chị theo ý bệnh nhân hoặc là theo ý của bản thân mình thấy rằng là cũng chỉ cần như vậy thôi, chúng ta chỉ điều trị một hàm thôi. Cái đấy là nguyên tắc bất kỳ